Em xin chào các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Nhật ký trồng lan với vườn lan Trường Lâm. Em vừa mới quay cây tiểu quốc hồn xong thì em trưởng gọi có một cây mới nở rất đặc biệt. Nó thật là đặc biệt tại vì là đã rình mấy hôm nhưng mà không nghĩ rằng nó nở hôm nay. Một cây nở bói và có hoa phải nói là cũng cực kỳ xuất sắc. Cũng anh em Trường Lâm cũng thật là may mắn vì là trong thời gian vừa qua đã sưu tập được rất nhiều cái mặt hoa địa lan đẹp, cả địa lan mặc xuân cũng như là địa lan hè thu tứ thời. Đó thì trước mắt quý vị và các bạn đây là một cái cây địa lan hè thu có cái cánh hoa chớp, phải nói là rất là độc đáo đúng không ạ? Tổng thể thì thân lá nó cũng khá là gọn nhỏ, để em lùi máy lại để các bác xem. Đấy, thân lá thì nó cũng gọn nhỏ thôi. Và cây này thì nó cũng đang trong quá trình thuần hóa, thuần dưỡng nên là bộ lá thì vẫn hơi bị va dập một chút xíu. Thế thì ngoài ra thì đây là cái cây hoa bói, nở bói đầu tiên ở trong vườn. Thế cho nên là nó nở mới nở một bông duy nhất thôi. Nhưng đấy là cả một sự mong chờ của cả hai anh em. Thậm chí em cũng chưa kịp cập nhật tên là cây gì nữa, nhưng mà phải chạy đua với thời gian. Bởi vì là nắng đang dần tắt và phải vội vàng bố trí lại cái khuôn hình để có thể quay và gửi lại các bác cái hình ảnh cái cây này. Lúc nó đang đẹp, mai cũng có thể quay được, nhưng mà hôm nay thì sẽ còn đẹp hơn, nên là muốn quay để gửi đến tất cả các bác. Đây thì đây là một cây chớp có sắc độ rất là đẹp nha các bác nhá. Đây để em view vào như thế này. Nắng chiều rồi, ánh sáng nó cũng không còn được đẹp lắm nữa. Đấy thì em cứ quay tạm như thế này. Đến có gì thì đến mai thì em lại tiếp tục quay gửi đến các bác sau. Có con cún nó nghịch thế, nó lại chiếm sóng khuôn hình của em. Đây, để em cận cảnh cho các bác xem nhá, đẹp chưa ạ? Đây, ánh sáng chiều thì nó cũng nhạt bớt rồi, nên là nó không được như ý, không được sắc sảo như là những cái video trước. Thế thì các bác xem thì cũng thông cảm nhá. Em thì chủ trương của em là luôn muốn truyền tải đến người xem những hình ảnh đẹp nhất cho các bác, để các bác cùng ngắm, cùng thưởng ngoạn. Em bác nào yêu thì có thể liên hệ để sưu tầm nhé. Cái cây này thì nó cũng không có nhiều, nói thực là cũng không có nhiều. Anh em cả vườn chỉ có được mấy cây thôi. Thế mà cũng đang trong quá trình nhân giống. Tuy nhiên là những ai thực sự yêu quý cái mặt hoa này thì cứ chủ động liên hệ với anh em Trường Lâm để có được cái báo giá nó thật là cụ thể nhất. Đây là một cái mặt hoa mà em nghĩ rằng tự hào, phải nói là tự hào là cũng sở hữu được cái mặt hoa này. Mặt hoa chớp rất là đẹp. Đấy. Hiện nay thì em thấy rằng cái phong trào chơi lan thì sau cái trào lưu chơi va nó đã có một cái gì đó nó bị trùng xuống. Lan kiếm nó trùng xuống, lan va là các bạn hay nói là sập, em thì nói là trùng xuống thôi. Bởi vì là nó vẫn chơi, người ta vẫn chơi mà, xin lỗi các bác, người ta vẫn chơi, chỉ có điều là nó về cái giá trị thực của nó thôi. Lan kiếm cũng vậy, các cái cây, các cái tất cả các môn chơi thì đều như vậy, nó đều có những cái lúc thăng lúc trầm. Và nếu như là những người yêu lan thực sự thì em nghĩ tin chắc rằng không cứ phải có ra tiền ra kinh tế thì trong vườn họ mới có lan, mà kể cả những lúc mà lúc trầm chăng nữa thì trong vườn họ cũng vẫn có những cái hương sắc tuyệt vời kiểu như thế này. Đấy, ví dụ như là những cây địa lan mà em đang trình bày với các bác đây. Đấy, thì em thấy trong Nam cũng, anh em chị em đang chơi rất là mạnh những cái mặt hoa đen rô nắng mà có cái cánh hoa chớp, thì em thấy đúng là một cái hướng chơi em thấy cũng rất là hay. Vì em trước kia cũng rất là mê đen rô nắng và cũng thử nghiệm rất là nhiều, nhưng người Bắc có vẻ không hợp lắm, nó hay bị tụt lá mùa đông. Thế nhưng mà bù lại thì ngày hôm nay thì thực sự là hai anh em Trưởng Lâm đã sưu tầm trong vườn được cũng mấy mặt hoa chớp rồi, nhưng đây là cái mặt hoa chớp đầu tiên nở trong vườn nên là tức tốc phải khoe các bác ngay. Dù rằng là đây là cái bông hoa bói, dù rằng là cả một cần hoa chỉ có một bông, và dù rằng là cái bông hoa thì thực sự là nó cũng chưa phải thực sự là đã là đầy đặn cho lắm đấy, so với cái kiểu hình dáng vốn có của nó, chứ thực tế thì các em thấy nó cũng khá là đẹp rồi đấy. Thế nhưng nó còn có thể đẹp hơn nữa, qua năm qua tháng thì nó có thể còn đẹp hơn nữa. Đấy thì đây là một cái nét riêng, một cái nét lạ đối với cái dòng địa lan các bác nhé. Địa lan
em xin trân trọng gửi các bác một hình ảnh chân thực nhất về cái cây địa lan cánh hoa chớp này. Ở đây tên chậu ở trên chậu có ghi là chớp cầu vồng. Đấy, thì em nghĩ là cái tên này cũng khá là xứng đáng với cái tên, với cái tên gọi này cũng khá xứng đáng với cái mặt hoa này. Đấy, thì bác nào quan tâm thì liên hệ hai anh em trưởng lâm nhé. Số điện thoại của anh em có ở trong phần mô tả. Em không thích gắn ở trên video vì nhìn nó sẽ hơi bị rối. Đấy, thế thì bác nào mà quan tâm thì liên hệ lại cho chúng em nhé. Thì em xin phép được dừng video này tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm đến kênh Nhật ký trồng lan, đã ủng hộ vườn lan trưởng lâm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.